Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tường trình đặc biệt của chúng tôi. Liên Xô cài gián điệp vào Vatican ra sao? Trong cuốn The End and the Beginning, kết thúc và khởi đầu, sử dụng các tài liệu gốc từ các kho lưu trữ của KGB, Stasi của Đức, SB của Ba Lan và các tổ chức khác, tiến sĩ George Weigel đã trình bày các thủ đoạn do thám tòa thánh của Cộng sản Liên Xô. Chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em trong một dịp khác. Trong chương trình này, xin giới thiệu một chi tiết đã được ghi lại trong cuốn Spies in the Vatican, The Soviet Union's Cold War Against the Catholic Church, nghĩa là các gián điệp tại Vatican, chiến tranh lạnh của Liên Xô chống lại giáo hội công giáo, của John O'Connor. Ở trang 25, tác giả nhận định rằng việc Hồng Y Casaroli ký các hiệp ước với Hùng Gia Lợi năm 1964 và Nam Tư năm 1966 là lần đầu tiên tòa thánh mở cửa theo cách này đối với các chế độ cộng sản, là chế độ đã giết chết rất nhiều người công giáo kể từ khi lên nắm quyền. Mặc dù cuốn hồi ký năm 2000 của Hồng Y Casaroli vẽ nên một người đàn ông thù địch với chủ nghĩa cộng sản, nhưng kỹ năng ngoại giao đáng nể của ngài đã khiến sự thù địch này dường như không tồn tại. KGB và các cơ quan anh em của nó ở Đông Âu đã biết rõ về ý kiến và ảnh hưởng thực sự của Hồng Y Casaroli. Do đó, văn phòng của ngài là một trong những mục tiêu gián điệp chính bên trong Vatican. KGB đã được hỗ trợ trong việc này bởi chính cháu trai của Đức Hồng Y, tên Marco Toretta, và người vợ tiệp khắc của Toretta là Irene Cholarova. Theo các quan chức tình báo Ý, Toretta là người cung cấp thông tin cho KGB từ năm 1950. Irene trở về từ tiệp khắc vào đầu những năm 1980 với một bức tượng bằng gốm Đức Mẹ Đồng Trinh, cao khoảng 10 inch, một tác phẩm tuyệt đẹp của nghệ thuật gốm nổi tiếng của tiệp. Hai vợ chồng đã tặng bức tượng cho Đức Hồng Y Casaroli. Ngài đã đón nhận với lòng biết ơn, nhưng đó chính là một sự phản bội của chính đứa cháu ruột của mình. Bên trong biểu tượng tôn giáo được tôn kính này là một con bọ, một bộ máy phát siêu nhỏ nhưng mạnh mẽ, được giám sát từ bên ngoài tòa nhà bởi những người phụ trách cặp vợ chồng này từ Đại sứ quán Liên Xô ở Roma. Bức tượng đã được đặt trong một chiếc tủ trong phòng ăn gần văn phòng của Hồng Y Casaroli. Một thiết bị nghe lén khác bên trong một mảnh gỗ hình chữ nhật được giấu trong cùng một chiếc tủ này. Cả hai đều không được phát hiện cho đến năm 1990 trong một cuộc điều tra lớn do thẩm phán Rosario Priori khởi xướng sau vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các con bọ đã nghe lén liên tục cho đến thời điểm đó. Huyền thoại Casaroli, nhận định của tiến sĩ George Weigel. Kính thưa quý vị và anh chị em, tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm 29 tháng 9, ông đã có một bài nhận định nhan đề The Casaroli Myth, nghĩa là huyền thoại Casaroli, đăng trên tờ First Thing về chính sách ngoại giao Ostpolitik. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Ngày 14 tháng 2 năm 1997, tôi đã gặp Đức Hồng Y Agostino Casaroli, kiến trúc sư của Tòa Thánh, về cách Vatican tiếp cận nhẹ nhàng với các chế độ cộng sản ở Đông và Trung Âu trong những năm 1960 và 1970. Bầu khí của cuộc gặp gỡ là hết sức thân mật. Khi đó, tôi đang chuẩn bị tập đầu tiên trong bộ tiểu sử của tôi về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Chứng nhân hy vọng. Khi yêu cầu một buổi gặp gỡ với vị Hồng Y đã nghỉ hưu, tôi nhấn mạnh hai điểm. Tôi muốn hiểu lý do đằng sau chính sách Ostpolitik và tôi rất háo hức muốn tìm hiểu ấn tượng của Đức Hồng Y Casaroli về Đức Hồng Y Karol Wojtyla trước khi vị Tổng giám mục Krakow trở thành giáo hoàng.
Chúng tôi đã nói chuyện trong gần 2 giờ, và khi tôi nhìn lại những ghi chép của mình từ cuộc gặp gỡ đó, tôi vẫn thấy hấp dẫn trước những quan sát của vị Hồng Y. Điều thú vị là, Ngài bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Đức Hồng Y Stephen Wyszynski, người được phong trần phước vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Hai người đã xung khắc với nhau trong nhiều năm. Đức Wyszynski nghĩ rằng chính sách Ostpolitik là một sự cố vấn hết sức tồi tàn. Nhưng Đức Casaroli đã hết lời khen ngợi vị giáo chủ Ba Lan là người mà Ngài gọi là một hoàng tử thực sự. Mặc dù Đức Wyszynski xuất thân từ một gia đình khá nghèo, nhưng xem ra điều mà nhà ngoại giao Vatican ngưỡng mộ ở Đức Wyszynski chỉ là ý thức chiến thuật nhạy bén của nhà ngoại giao này. Thành ra, tại một thời điểm, vị Hồng Y lại cho rằng vị giáo chủ giống như một trong những món đồ chơi của lũ trẻ mà bọn quay tròn, và sau đó nó dừng lại ngay trước khi tan tành. Một động tác mà Hồng Y Casaroli minh họa bằng cách rê rê ngón tay đến mép bàn cà phê giữa chúng tôi. Đối với người đã bổ nhiệm Ngài làm quốc vụ khanh tòa thánh, Hồng Y Casaroli nghĩ Ba Lan quá nhỏ so với nhân cách lớn của Hồng Y Wattila là điều phù hợp hơn với một giáo hoàng. Đức Hồng Y Casaroli đã thảo luận rất lâu về mối quan hệ của Ngài với Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Những bức chân dung và ảnh của vị giáo hoàng được trưng bày khắp căn hộ của vị Hồng Y ở Palazzina del Aceprete. Chính sách Ostpolitik mà Hồng Y Casaroli tiến hành cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bắt đầu với một tiền đề và một câu hỏi. Việc cứu lấy giáo hội đằng sau bức màn sắt đòi hỏi người công giáo phải tiếp cận với các bí tích. Nhưng làm thế nào tốt nhất để duy trì quyền truy cập đó dưới chế độ toàn trị? Câu trả lời của Ostpolitik là việc tiếp cận các bí tích bắt buộc phải có các linh mục, phòng chức linh mục bắt buộc phải có giám mục. Có được các giám mục có nghĩa là phải thực hiện các giao dịch với các chế độ cộng sản. Đạt được những giao dịch đó có nghĩa là tránh những cuộc đối đầu ồn ào. Đức Phaolô Đệ Lục hiểu rằng đây không phải là một chính sách vinh quang như Ngài đã từng nói với Casaroli. Đức Hồng Y Casaroli nhớ lại rằng, thật khó nếu Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục không lên tiếng công khai và mạnh mẽ để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tự kiểm duyệt là một cực hình đối với Ngài. Đức Phaolô Đệ Lục thường nói về những tình huống bắt bớ khác nhau đằng sau bức màn sắt. Điều này là không thể. Tôi phải nói điều gì đó. Nhưng vị Giáo Hoàng vẫn trung thành với tầm nhìn của Ostpolitik. Mặc dù điều đó, Hồng Y Casaroli đôi khi phải kiềm chế Ngài, và đây là một sự đau đớn cho chúng tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hồng Y Casaroli gọi cuốn hồi ký được xuất bản sau khi hồi hưu của mình là The Martyrdom of Patience, sự yên lặng từ đạo. Dù ý định của nó là gì, chiến lược đó đã thất bại trong việc tạo ra một tình huống công giáo khả thi đằng sau bức màn sắt. Và tuyên bố vẫn được nghe ở Roma rằng chính sách Ostpolitik của Hồng Y Casaroli là một thành công lớn, mở đường cho cách mạng bất bạo động năm 1989 và sự sụp đổ của Cộng sản ở Đông Trung Âu, không có cơ sở trong thực tế lịch sử. Ostpolitik đã biến giáo hội công giáo ở Hung Gia Lợi thành một công ty con của đảng và nhà nước Cộng sản Hung Gia Lợi. Chính sách Ostpolitik đã làm mất tinh thần các bộ phận sinh hoạt của giáo hội ở miền đất khi đó là tiệp khắc. Nó làm phức tạp tình hình của giáo hội Ba Lan một cách không cần thiết. Và nó đã tạo cơ hội cho các tổ chức công giáo giả mạo, bao gồm những người ủng hộ và những người đồng hành với các chế độ cộng sản. Đó là những thực tiễn. Mọi sinh viên nghiêm túc của thời kỳ này đều biết điều đó. Ostpolitik cũng tạo cơ hội cho các cơ quan tình báo cộng sản xâm nhập vào Vatican và làm tổn hại thêm các quan điểm đàm phán của tòa thánh. Một chuyện tồi tệ mà tôi đã ghi lại trong tập thứ hai của bộ tiểu sử Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, The End and the Beginning, kết thúc và khởi đầu. Sử dụng các tài liệu gốc từ các kho lưu trữ của KGB, Stasi của Đức, SB của Ba Lan và các tổ chức khác. Tôi biết sự nhã nhặn của Đức Hồng Y Casaroli khi chúng tôi gặp nhau 24 năm trước, và trong khi tôi nhìn nhận rằng, không giống như bài bình luận gần đây của Ngài về Giáo Hoàng, tôi thấy cuốn hồi ký của Ngài không có thông tin. Tôi không hiềm thù gì Ngài. Tuy nhiên, cách thức người Roma vẫn đang xem chính sách Ostpolitik của Hồng Y Casaroli như một chiến thắng cho chính sách ngoại giao của Vatican
và là một khuôn mẫu cho tương lai hoàn toàn chỉ là chuyện thêu dệt huyền thoại. Và chuyện thêu dệt huyền thoại này là nguy hiểm, vì huyền thoại đó đã định hình nên các chính sách làm quen dần và đối thoại của Vatican trong thế kỷ 21, hạ giảm chứng tá luân lý của giáo hội công giáo, chống lại sự đàn áp ở Hương Cảng, Trung Quốc, Venezuela, Belarus, Cuba, Nicaragua và những nơi khác. Giáo hội bị bách hại xứng đáng được đối xử tốt hơn. Một thế giới đang rất cần sự minh bạch về luân lý cũng xứng đáng được đối xử tốt hơn. Nhà trừ tà cảnh cáo, xem nội dung khiêu dâm là mời ma quỷ nhập vào mình. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Ngài có sáng kiến tạo ra trang web catholicexorcism.org để nâng cao nhận thức của công chúng về hiện tượng quỷ nhập. Cha Vincent Lampert, một nhà trừ quỷ của Tổng giáo phận Indianapolis từ năm 2005, nói với tờ National Catholic Register rằng ma quỷ có thể thể hiện rất nhãn tiền và đáng sợ khi những vật thể có thể bay trong không trung, không tuân theo các quy luật vật lý và có những tiếng động lớn không rõ xuất phát từ đâu. Cha Lampert nói, tôi đã chứng kiến các trường hợp mắt trợn ngược lên, tung ra những lời tục tĩu, cơ thể co giật, mùi hôi, nhiệt độ giảm trong phòng, và tôi thậm chí đã chứng kiến những người có thể bay lên. Bên cạnh những hiện tượng kinh hoàng như trên, Đức ông Stephen Rossetti cảnh cáo rằng hiện tượng quỷ nhập thường lặng lẽ hơn, chẳng hạn việc nghiện ngập các nội dung khiêu dâm. Ngày nay, các nội dung khiêu dâm là hình thức quỷ nhập vào người chúng ta phổ biến nhất. Đức ông Stephen Rossetti cảnh giác. Ngài giải thích như sau. Thứ nhất, Satan làm cho người ta yêu thích nội dung khiêu dâm vì hắn ghét tự do. Khi chúng ta lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội của mình, giáo hội hỏi, anh chị em có từ chối Satan để được sống trong sự tự do như con cái Thiên Chúa không? Sử dụng nội dung khiêu dâm là nói tôi không từ bỏ. Nội dung khiêu dâm chống lại tự do. Khoa học về nó đã được biết rõ. Bộ não của con người khi bị kích thích bởi những hình ảnh khiêu dâm sẽ thải các chất hóa học vào máu, khiến người xem phải tăng ga ở chế độ cho tôi xem nhiều hơn. Sự tò mò trực tuyến trong lúc nhàn rỗi nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh gây nghiện. Xem nội dung khiêu dâm cũng giống như mở cửa sổ của một chiếc máy bay đang ở độ cao rất lớn, không khí lùa vào và kéo bạn ra khỏi chiếc máy bay. Điều tương tự cũng xảy ra với những phụ nữ tham gia vào ngành công nghiệp nội dung khiêu dâm. Những phụ nữ đang tìm kiếm sự nghiệp người mẫu hoặc kiếm được một khoản tiền lớn trong thời kỳ khó khăn, nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong nanh vuốt của một ngành công nghiệp hạ thấp phẩm giá, với những hình ảnh về bản thân mà họ hối tiếc đã được đăng tải mãi mãi trên mạng. Bị thu hút bởi tiền, họ rơi vào tầm ngắm của những người đàn ông chỉ muốn lợi dụng họ. Lý do thứ hai khiến Satan yêu thích sử dụng nội dung khiêu dâm để đoạt linh hồn người ta là cấu trúc liên đới trong tội lỗi. Khi chúng ta nói dối hoặc gian lận hoặc ăn cắp, chúng ta đã phạm một tội lỗi liên đới đến mỗi chúng ta, một mình chúng ta mà thôi. Nhưng khi chúng ta lôi kéo người khác vào tội lỗi của mình, điều đó còn tồi tệ hơn. Và càng tồi tệ hơn nữa khi tội lỗi ấy tạo ra, duy trì và làm gia tăng các tổ hợp tội lỗi ở mức quốc tế. Sử dụng nội dung khiêu dâm tạo ra một vòng xoáy tội lỗi mà Satan sử dụng để kéo cả nhóm người. Người biểu diễn, lập trình viên, người bán hàng và những người ngoài cuộc xuống hang ổ của hắn. Thứ ba, Satan rất thích làm xấu hình ảnh của Chúa. Mục tiêu cuối cùng của Satan không chỉ là chúng ta mà thôi, nhưng còn là sự xúc phạm đến Chúa. Satan không thể chạm vào Chúa, nhưng vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh Chúa và giống Chúa, chúng ta là điều tốt nhất chỉ sau Chúa mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được tâm hồn mình bao la như thế nào và phản chiếu Chúa Ba Ngôi đẹp đẽ ra sao,
Chúng ta sẽ rùng mình với trách nhiệm của chúng ta khi sử dụng các nội dung khiêu dâm. Tâm hồn của chúng ta là đền thờ Thiên Chúa. Satan hiểu và hắn lao vào mọi cơ hội để phá vỡ đền thờ đó. Thứ tư, Satan thích làm cho con người ra như loài vật. Trong chương 12 của sách Khải Huyền, đó là hình ảnh một người phụ nữ, một con người bằng xương bằng thịt, mặc áo mặt trời và đội vương miện với các ngôi sao, khiến ma quỷ tức giận. Ma quỷ không thể chấp nhận một sinh vật vật chất được tạo ra cao hơn chúng. Chính ý nghĩ đó làm chúng bực tức. Vì thế, chúng thích thú khi cho thấy những sinh vật con người này thực sự đáng kinh tởm như thế nào. Đức ông Stephen Rossetti nhận xét rằng các nạn nhân bị quỷ nhập thường bắt chước các động tác đặc trưng cho loài vật. Trong các nội dung khiêu dâm, những người tham gia hành xử hoàn toàn như con vật. Thứ năm, ma quỷ rất thích phá hủy sự trong trắng của trẻ em. Khi các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất trong chương 18 của Phúc Âm Thánh Matthew, Chúa Giêsu đặt một đứa trẻ ở giữa họ. Sau đó, Ngài nói thêm rằng, bất cứ ai gây ra tội lỗi cho đứa trẻ, tốt hơn hết nên bị ném xuống biển với một chiếc cối xay buộc quanh cổ. Những con quỷ đã chọn cối xay. Bây giờ, chúng muốn gây ra càng nhiều trẻ em phạm tội càng tốt. Đức ông Stephen Rossetti nhận định rằng, cùng với phá thai, tôi nghĩ lịch sử sẽ lên án thời đại chúng ta nhiều nhất vì chúng ta từ chối bảo vệ trẻ em khỏi nội dung khiêu dâm. Lý do cho sự thất bại của chúng ta ở đây là rõ ràng. Người lớn muốn truy cập dễ dàng, ẩn danh vào nội dung khiêu dâm. Người ta quan tâm đến việc bảo vệ quyền truy cập đó hơn là bảo vệ con cái của mình. Bí tích hòa giải là một trong những cách thể hiện hiệu quả để thoát sự ràng buộc Satan gây ra khi người ta xem các nội dung khiêu dâm. Theo đức ông Stephen Rossetti, những người đã từng xem các nội dung khiêu dâm nên có một cây thánh giá dài bằng bàn tay, được làm phép. Hãy nắm chặt thánh giá khi bị cám dỗ, Ngài nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.